Vừa mới ra Chành Tô Châu nhận hàng của đồng chí Quỳnh Khoa, gửi xong là về khui hàng, nhá hàng cho anh em xem liền nè anh em. Đây là cái cây cần câu Mega Bara Mekong Dry. Cái tên hơi dài, nghe nó cũng dần điệu mọi người ha. Thì cái cây này bữa nay mình quay sơ bộ cho anh em xem thôi nha. Thì nó cũng chỉ có một size là 2m3 mọi người ha. Hai khúc cắm gốc, chắc là hẹn anh em 1-2 ngày nữa thì mình khỏe khỏe chút đó mọi người. Mình cũng sẽ test lại thử coi sao ha. Nhưng mà chưa gì xem clip của đồng chí Quỳnh Khoa mà nhấc không nổi 10kg là mình thấy chua rồi nha. Thật sự là khối lượng 10kg hơi bị ghê anh em ha. Thì cuối clip thì Khoa có nhờ ông anh khác thì nhấc mới nổi. Mình còn yếu hơn Quỳnh Khoa nữa, mình chắc phiêu anh em ơi. Thì quay nhá hàng cho anh em xem thôi ha. Thì hiện giờ là anh em muốn mua cây Mekong Dry này nè, anh em có thể chạy qua shop Yuka của mình hoặc là tiệm chị Tuấn Hàng Xanh ha. Thông cảm mình một vài ngày nữa thì khỏe khỏe thì mình sẽ cố gắng mình test lại thử coi. Mình cũng muốn tận tay mình test mọi người, nhìn nó cũng hấp dẫn đúng không? Cho nên là mình cũng muốn nài cây này một cách thiệt là bạo lực, thử coi coi nó khỏe đến cỡ nào ha. Nhưng mà chắc có lẽ tùy sức mình yếu cho nên chắc test cỡ chừng 7-8kg thôi. Chứ 10kg thật sự mình nhìn sợ quá, nhìn thấy ớn luôn anh em ha. Giờ anh em coi đỡ clip của Quỳnh Khoa ha. Rồi ok mọi người nha. Nhá hàng thôi cho nên là quay nó hơi sơ sơ, tại vì mình vừa mới chạy từ Chành Tô Châu về luôn mọi người ha. Quỳnh Khoa mới gửi cho mình thông báo có hàng, cái là mình chạy ra lấy liền, xong về quay gấp clip cho anh em xem. Cho nên là hẹn anh em một vài ngày nữa nha. Mình sẽ chi tiết ngoại hình hơn nè, rồi cung cấp thông tin rõ hơn về đường kính của đọt nè, cũng như là quay kỹ khoen phôi, rồi và một số cái thông tin khác để cho anh em dễ hình dung ha. Thì cây này là một cây sẽ rất là thích hợp để cho anh em, một là đánh trên bè, đánh trên ghe biển, hoặc là nếu mà anh em đánh từ bờ ra, từ đánh hồ tự nhiên hoặc dịch vụ mọi người, thì nó chỉ thích hợp anh em đánh khoảng tầm 40-50m đổ lại thôi mọi người ha. Vì cái chiều dài nó cũng chỉ có một size là 2m3 thôi. Rồi, cảm ơn anh em nha.